Ôi, An Phà ơi, em biết gì chưa? Cái chuyện hôm qua của chị ấy, đẳng cấp. Quanh là đẳng cấp thế giới. Hôm qua đi lắm gì? Em biết gì không? Hôm qua, ngày hôm qua là cái ngày mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị, mà chị có thể làm một cái việc to lớn. Đúng vậy, một cái việc vinh hạnh cuộc đời. Mà đáng lẽ ra cái niềm tin này chị tính là trao cho anh bốn anh em cơ. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà hôm qua, nói chung là cái này phải kể lần lượt. Đúng rồi. Thì sáng nay con em gái của chị á, nó có đi một... Con em gái chị biết ai không? Biết ai không? Con nhỏ ta đi á. Em hiểu chứ à? Nó sáng ra thì nó đã qua quá trình sản xuất thức ăn thì từ nó... đêm qua đến buổi sáng nay. Đúng rồi, nó đã đóng gói thành hộp. Nó tự đóng gói luôn mà. Tự đóng gói thành một cái hộp quà xinh xắn. Đánh hiệu thơm lừng. Thơm lừng luôn. Nó không hề có một cái mùi gọi là hôi thối gì cả, em hiểu không? Đấy, thế là bọn chị đóng gói và nó đóng gói sẵn rồi. Nó bảo là gửi anh bốn cơ. Nhưng mà anh bốn bận. Anh bốn bận, anh bốn thật khóc. Thằng sáu nhá, nó đi theo con River Sam. Thế là nằm ở đâu ấy khóc ấy. Đi rồi. Này, nó ôm thằng sáu. Thằng River Sam này, ôi anh à, anh muốn tập thể dục nhá. Đấy, nó ôm như vậy cơ mà. Thế là anh bốn buồn, thế là nên là bọn chị quyết định tặng ngay đây cho ai biết không? Chân 57. Mày biết khi thằng 5 nó cầm nó như thế nào không? Nó ăn mà. Thằng 5 nó cầm mày đi. Nó ăn mà. Nó ăn mà. Nó ăn, ăn phân chết đi. Nó ăn. Em thấy ghê chưa? Đâu chứ bố con món quà thơm mà. Thơm. Thơm mà. Dùng nghĩa chị nói chắc chắn là nó thơm mà nó thơm. Mà. Rồi đấy. Thế là bây giờ chị cảm thấy là tự hào và rồi là, đấy. Mãnh liệt. Khi à? Không bé, cái gì? Cái gì? Cái gì? Trứng gì đấy? Ở đâu nhỉ? Nghe thử xem. Cho nghe. Ủa, mày khó. Mày trả xe. Mỗi tù này nhất định phải trả xe đi. Mỗi tù gì mày phải trả hả? Hôm qua bị trôn chưa đủ, bị bốn cướp chưa đủ sao mà còn nghĩ cách để trôn lại bọn nó. Người ta cứ treo lên mình để kéo xuống. Nhưng mà con đã là con tớ, không phải cho gì cả. Ui trời. Tay vãi được chuyển hai con mù ấy luôn đấy. Gặp tao tao bả cho hai phát. Nhưng mà gặp em hai năm trước là không còn dám cất luôn. Ủa, vẫn là hôm qua là gặp. Gặp tao tao bả cho hai phát là mặt luôn. Ôi, rồi, vả bọn mình luôn. Ủa, nói bọn mình à? Còn ai vào đây nữa? Không nói em ăn. Riêng không lại để gặp em hai năm trước là không còn dám cất đâu. Không còn dám cất đâu. Nghe có vẻ mãnh liệt ha. Đình ơi. Con tử bà tù mới năm trước muộn. Ui dồi, bày đặc. Rồi thì trả thù đi. Nói bé thế. Ui dồi nhá. Nói thế thôi nhưng mà tao có cái kế hoạch này. Bé thế. Nó nói gì cơ? Cái gì cơ? Muốn hỏi bọn mình hay sao ấy? Hình như ăn dám không? Đó, quả này hơi liều đấy. Liều ăn nhiều. Thôi không chơi đâu. Trôn đi. Chơi mặt đi. Thích trôn đi đấy, đấm cho nhá, vỡ mồm luôn. Tuổi gì mà đôi chưa bọn này. Bọn này cũng còn đẳng cấp rồi. Nghĩ sao ấy xa và ăn nào để bị trôn. Biết rồi nha. Lăn bột đâu. Đấy, mình trói nó lại trong mình lăn xuống bùn rồi này. Còn đòi lăn bọn mình. Càng đây. Lăn bọn mình như cục cua quay. Thế luôn là sợ hả? Đấy, em pha em thấy chưa? Thấy chưa, bọn chị chưa làm gì. Chưa làm gì luôn. Chưa làm gì mà các anh ấy đang... Ám đạo hiệu khu ý. Không có gì phải sợ hết. Không có gì phải lăn qua mấy đấy. Đó là đâu? Đầu tiên, nếu mà hệ thì đúng nó xuống bùn thôi. Còn nặng thì bước xuống sông à? Nặng ơi, đúng nó vào bãi cứt bò. Ôi rồi, rồi. Có gan thì làm thử coi. Cứt sâu là một đỡ. Hôm qua nó chơi mình cả cứt chết đi cơ mà. Cứt chết đi nó phải làm cái gì đấy, kinh khủng. Đúng không? Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ôi, quá ghê gớm luôn. Tưởng gì hóa ra là muốn hãm hại bọn mình, bọn hai cô gái thiếu nữ xinh đẹp như thế này. Bây giờ mình
đi vào bắt chân bộ mặt thật của nó đi. Thích đi à? Chặn lại, em phải hỗ trợ chị. Hỗ trợ chị em ở. Em pha. Anh ở đây em bảo. Đây rồi. Bỏ người ta ra đúng không? Đứng yên ở đây. Mày đứng dậy cho tao. Chúng mày lên kế hoạch gì để chôn hai đứa bọn tao? Buộc dây. Quăng vào phân ư? Này không có. Mày bỏ chị ba, em bỏ chị ba đi. Anh với chị ba ấy đang bàn kế hoạch là muốn nó mua chân gà, mua cánh gà để lăn bột. Thôi, kiểu là gian xảo, em biết hết rồi. Trong một thằng chị ba nó còn bảo là nó còn mua coca cho các chị uống cơ. Tao không cần. Các anh chẳng có để tâm đến lòng tốt của bọn em. Hôm qua rõ ràng là bọn em có ý định tăng đúng qua, chứ không có ý định xấu gì cả. Mà các anh nói làm nào rồi, nếu anh mà em đấy, buồn, này, lăn lăn này, cái đấy anh không để bụng làm gì cả, đúng không? Ê, này, anh không muốn, để bụng à? Anh muốn mua chân gà cho các em ăn mà các em... Thôi đi, cái lòng thơm dạ thối của mày nhá, này. Bọn đây không cần. Anh vừa phải thôi, em nghe thấy hết rồi nè. Phải ta, tôi tát cho hai tát, tao tát cho mấy tát, nhưng mà phải anh mà. Đấy, tại sao lại đối xử với bọn chị anh như vậy? Anh nào dám tát em, trời ơi. Không cần biết, không quan tâm, như quan trọng bây giờ nè. Anh là cứ lại khốn nạn, dám nè, rồi đi chôn nè bọn em à. Bắt nạt chị em phụ nữ. Chỉ bằng mặt anh đấy. Bắt nạt chị em phụ nữ à. Thích chị ấy, rồi sao? Anh thích gì? Mày thằng năm kia mày không phải lún lún đấy. Mày có nói lời giải thích, mày nói đi. Mày giải thích đi, anh mới nói giải thích đi. Cho nó nhẹ nè. Bài lông đấy, anh chẳng làm gì sai, anh chẳng cần giải thích. Anh thế muốn cái... mua chân gà cho các em ăn thôi mà. Thế cái câu chuyện vừa rồi là như thế nào? Câu chuyện như thế nào? Câu chuyện đi chôn là em là như thế nào? Trả lời. Nam. Trả lời. Có trả lời không? Không trả lời. Anh tin em đập phục. Rồi em giơ tiếp đi. Em giơ tiếp đi. Có tin không? Đúng rồi. Bố ạ. Anh có tin không? Wow. Ôm. Này thì không tin nè. Có tin không? Này, chấp nhận đi nhá. Đàn ông đàn ông bây giờ này, chấp nhận rõ ràng đi. Một là nói thật. Này em cứ chỉ trỏ trỏ mặt anh. Gì tiếp? Sự thật. Hai là anh xin lỗi bọn em ngay lập tức. Thì anh chẳng làm gì sai, anh chẳng phải xin lỗi gì cả. Anh có ý định là chỗ này bọn em cơ mà. Ô, này đừng có mà. Thằng Nam đi ra. Mày đứng vô duyên vậy. Thằng Nam đi ra để tao xử con mụ này. Mày dám đánh em nha. Mày dám đánh chân ra. Anh dám đánh chân ra. Mày dám đánh chân ra. Con trai con đứa đi đánh người con gái. Cái này là không có được. Anh đánh em khi nào? Mày à. Mày còn cãi à? Đấy rồi, em là người đánh anh liên tục ấy nhá. Này em đánh anh thì được nhưng mà mày cứ đừng có cậy mày cao hơn nói. Mày nghèn nghèn vậy nhá. Nó mặc dù nó lùn nhưng mà nó vẫn cao với chị Thức. Em thích làm sao? Em thích anh phải xin lỗi em và bà Dê cái tội dám có ý định chôn bọn em. Đúng. Là cái gì mà anh phải xin lỗi? Chỉ tại vì em là con gái, bởi vì em là con trai không được chôn bọn em. Điều một là bọn tao luôn đúng. Đừng có bảo như thế nha. Em luôn đúng, bởi vì trên cái lẽ này em chẳng bao giờ sai cả. Nếu mà em luôn đúng á, là khi áp dụng vào cái gì đấy thôi. Áp dụng vào cái việc chôn bọn anh. Này đừng có bảo như mày đi ra xin nào. Mày thích cãi không? Áp vào hỗ trợ chị cầm tay nó lại này, để cho là đánh. Không cãi, em nói lại đúng thôi, em chứ không cãi. Không nói đúng rồi, anh chẳng bao giờ đúng cả. Thôi là thôi, 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 thôi. Này anh nói thật với em nhá, đừng có bao giờ mà đổ lỗi cho anh nhá, anh muốn lòng tốt cho em thôi. Tốt à, tốt thối à, lòng thối. Em chẳng có, anh chẳng có lòng tốt gì ở đây cả, chỉ có em mới là người có lòng tốt thôi. Này, đừng có mà cãi ngay như thế nhá. Không, em chẳng cãi ngay, em nói con sự thật. Người của em rồi đây. Em nói sự thật. Sự thật cái gì mà sự thật? Sự thật là em không có cho anh, còn sự thật là anh trốn của em. Em vẫn sự thật, em vẫn sự thật, em vẫn sự thật, em vẫn sự thật. Chị không thể tiếp được. Em bỏ nó đi. Này, đúng như thế nha. Anh nha. Anh làm sao? Em làm sao? Anh giỏi, anh đánh đi. Anh đánh luôn. Đừng làm vậy. Không làm vậy nhá. Em mà không có tiền em đấm với mồm anh đấy.
Này, em có tiền á? Em có tiền, anh cũng có tiền này. Này, anh không phải nói cái điều đấy đâu nhá. Rồi. Cút đi. Anh không cút đây. Cút đi. Anh phải tập ơn. Ngồi yên. Tôi tên Việt Nam. Nói cho bà biết nè. Nói sao? Yên nói cho bà biết. Đã sai rồi thì chấp nhận đi. Một là anh phải xin lỗi bạn em. Hai, anh cũng phải xin lỗi bạn em vì anh sai. Anh không sai. Wow. Anh không sai. Không đâu. Không đâu. Mày, mày, mày. Anh phải. Kéo lại. Đúng rồi. Đúng rồi, anh phải. Đúng rồi. Ôi, còn mặt của anh à? Đúng rồi. Em có cầm mặt anh đâu. Đúng rồi. Không được cầm mặt anh Pha. Không được, không được. Chị giữ tay rồi. Đã bảo không được cầm mặt anh Pha. Đưa cho Việt Nam. Sao em lại cầm mặt của anh? Em không cầm đâu, em chẳng cầm bao giờ. Anh đã bảo chính gì à? Anh nói em cầm mặt anh. Em chưa đâu cầm mặt anh. Này, cái đồ ma liệt. Thôi chôn Việt Nam. Ôi ôi ôi, để nó chạy về à? Anh phải nhớ anh nha. Em em không được, không được. Thằng Năm không được. Giữ anh Năm lại. Một thằng chạy thì được. Thằng thằng này không được. Thằng này mày tính chạy à? Quay ra đây. Chói ra lại. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Tôi biết con tình yêu. Không có xin lỗi gì cả. Mày không phải quỳ từ hết thằng này đến kia thằng kia vậy đâu. Mày đừng có làm mất hình tượng của tao. Đúng rồi. Vui con nào. Một là mày. Đây 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 đây. Đây, mày cầm này mày nhấc lên con Nafa, cầm bên dưới nhấc lên. Đây, cắn tiếp. Đấy. Cha tấn. Buồn. Sao bây giờ? Mày có ngồi không? Mày có ngồi không? Mày có ngồi không? Áp mày cứ phải để tao nói nhiều. Rồi, ra cầm cái quấn lên đầu nó kìa. Đúng rồi. Mày giỏi mày chạy đi. Gái đôi mưa. Mày giỏi mày chạy nữa đi. Thằng bảy nhá. Tao bảo rồi. Mày thông đồng với thằng bảy là mày sai lầm lớn nhất cuộc đời mày. Bây giờ mình phải làm gì? Làm gì nhỉ? Đấm nó. Đấm vậy nó cũng không đau. Phải làm gì? Làm gì? Trang trí đi. Trang trí rồi hoa đâu trang trí. Mày ngồi yên. Ngồi yên. Mày không chịu à? Mày không chịu mày cũng phải chịu. Nào. Chịu đâu. Lên đây. Không chịu. Mày có chịu không? Không. Một mày chịu, hai tao cho cái dép phù bộ mày. Cái năm giây suy nghĩ. 1 2 3 4 5. Một mày chịu, hai mày cũng phải chịu. Quá chịu thì ngồi vào. Không chịu. Nhanh lên. Không. Có phải để tao điên nữa. Ngồi yên đấy cho tao. Con trai con đứa gì đâu à. Mày định tra tấn bọn tao à? Hôm nay tao sẽ phơi mày ở đây. Từ này đến sáng ngày mai cho xương xuống. Cho rắn dép bọ cạp đến ăn thịt mày. Cho các bạn. Bạn nhìn thấy em đây đi. À. Làm sao? Sao tôi em bảo. Bảo gì? Bây giờ chị muốn nước em đúng không? Đúng. Đúng. Nào, lấy lên. Là 35 triệu này. Tao không bao giờ sợ cái đấy. Làm gì đây? Gì? Được. 5 triệu. À, cái gì đấy? Chúng ta ra đi. Tết rồi, Tết sắp đến rồi. Tết đến rồi. Tết đến rồi. Mày giấy đánh đạc à? Mày đòi giấy đánh đạc à? Đánh nhau một trận đi, rồi mình đi về. Vụt. 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 Đúng rồi. Gọi ông đập lưng ông rồi em ơi. Vụt mạnh lên em. Vụt. Mạnh lên. Vụt. Vụt. Ôi dồi. Taxi đến. Taxi. Em ơi cho cây gọn vào. Ép cái cục kích. Mày nhá, nằm đây mà ăn hăn hối lỗi đi. Đúng rồi. Mày nằm đây mà ăn hăn hối lỗi đi. Bọn tao đi về ăn cơm. Tao ăn cơm đi. Đây ngủ. Ngủ cái cục kích chó. Mày nghĩ mày ngủ được sao? Để về. Đâu nha mày. Không, tao sẽ không. Không bao giờ. Không bao giờ. Nằm đấy mày chấp nhận là số phận đi. Đúng. Mày đòi giá. Có cái nịt. Mày ơi. Ủa, cái gì đấy anh em ạ?
Tôi đứng mình đang ở đang đi đường kia, tôi đang nghe tiếng gì khổng lồ lắm ấy. Tiếng gì? Đâu lại có cái tiếng gì ấy? Ôi, chó rại à, chó rại à. Cái gì mà to đùng thế nhỉ? Ôi, nguy hiểm thế, vào cơn nó mà cắn là toang đấy. Cái gì ấy không biết nữa anh em ạ. Ôi, cái gì ấy? Ôi, cái gì ấy anh em ạ? Ôi, cái gì ấy? Oh my god, con quái vật. Ôi, con này hôm nay bị làm sao đây? Cái gì ấy? Ôi, con này bị, cái này bị thằng kia nó đuổi đi rồi, con này cay làm sao nữa. Chắc không được đi cùng với thằng kia thì sợ không làm một cái trò chống gì. Ủa, oh my god, quái vật nghìn năm tuổi. Ủa, thằng này nó bị điên rồi. Con quái vật này nó hôm nay nó động kinh à. Ủa, nó làm to gì ấy? Ôi, hôm nay nó có dây thừng nó làm gì hết đi. Ghê gớm thế nhỉ. Ôi ôi, ôi ôi, nguy hiểm thế. Thằng này bị ngộ rồi. Ồ, thằng này bị ngáo cực có rồi. Ui, bị di chuyển lại rồi. Ui, di chuyển xem nào. Ôi, thằng River San. Tại sao mày ở đây? Mày làm gì thằng đệ của tao rồi, thằng Năm đâu? Ôi, thằng Năm nào? À, Năm mày tấn. Ừ, mình nghe thấy thằng, hình như là thằng này bắt cóc thằng Năm à. Thằng đệ tao đâu? Thằng đệ tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào. Ồ, là phản bội tao, biết chưa? Thế nhỉ, ghê gớm thế nhỉ. Ủa, ui, thằng kia hình như nó bảo là hôm nay tao sẽ xử đẹp mày mới đúng ấy. Đẹp thằng Năm của tao hả? Mày được lắm. Ồ, nhớ mặt tao ấy. Nhớ mặt, đánh nhau rồi. Lại đánh nhau tiếp à? Ôi dồi, thằng kia hôm nay nó khủng khủng lồ lắm. Thằng quái vật đồ lâu này. Thế nào là phản bội tao, biết chưa? Ui, sức mạnh của nó hôm nay nó vũ khí lợi hại rồi. Ui. Phản bội tao sẽ kết cục như thế nào? Ôi trời ơi, dã man con ngàn thế nhỉ? Lại quật nhau tiếp rồi. Ui, thằng River San này yếu thế nhỉ? Hôm nay không ăn được thằng kia rồi. Thằng kia hôm nay nó có sức mạnh khủng khiếp lắm. Ôi, phản bội tao như thế này. Ui, thằng River San này, thằng River San say rượu à? Ui trời,
toang thằng Rio San rồi. Ui rồi. Thằng ô. Oh. Sao mấy thằng Rio San nó không đi thằng 6 nhỉ? Hay thằng 6 ra đi rồi. Oh my god. Không được. Thằng 6 ra đi là không được rồi. Hay là nó cất giấu thằng 6 ở đâu rồi nhỉ? Ôi. Toang ô toang thôi. Ừ. Phản bội gì mày cũng có ra gì đâu mà nó không phản bội. Ôi ôi. Ui cân tải cân sức luôn. Ui thằng kia nó có cái rây nó lợi thế hơn kìa. Ui ui. Nó ăn trộm cả vũ khí của thằng kia luôn. Ui, ra rồi, thoát của vũ khí rồi. Lại có nhau tiếp à. Ui ui, thấy chưa, vũ khí của thằng kia nó có cái sợi đấy, nó vũ khí mạnh thế. Ui, thằng River San nó mới toang rồi. Thằng River San nó mới ra đi rồi. Ui, nguy hiểm thế. Nhưng mà vậy không được. Không được. Ôi ôi. Nó đấm bằng Rio San kìa. Xích cổ đi. Xích cổ rồi. Xích cổ rồi. Xích cổ thằng kia lại rồi. Xích cổ Rio San lại rồi. Chó anh Rio San lại rồi. Còn này thằng Rio San thì con đường ra đi thôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Thôi thôi toàn rồi. Thằng Rio San nó mạnh vậy mà. Thằng này còn đập được vậy thì thằng này nó còn sức mạnh khủng khiếp hơn. Ôi. 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 Con này nó ốp chết được thằng kia luôn. À. Toang rồi. Ra đi rồi. Ôi ôi. Quả này nó trói vào rồi. Quả này nó trói vào xong rồi. Ôi. Thằng kia ra đi rồi. Thằng kia ra đi rồi. Toang thật rồi. Không được. Không thể để thằng kia nó xử lý thằng này ngược vậy. Thằng 6 thì làm sao. Mình phải đi tìm bọn kia để giải cứu thằng này mới được. Ôi. Toàn rồi, không ổn rồi, mình đi thôi. Thằng 6 đâu rồi? Không thấy thằng 6 đâu, mày giải cứu thằng 6 đã.